Hướng dẫn món gì làm từ mì tôm ngon mà độc lạ đi anh. Em ăn mì nước miết ngán quá. Hôm nay anh sẽ chỉ cho em món này nha. Đầu tiên các bạn bẻ mì ra làm nhiều mảnh, cho vào nồi luộc 40 giây rồi vớt ra để ráo. Nhớ là để ráo nha. Bước 2, dùng chảo đun 25g bơ lạc và dầu ăn. Sau đó cho mì vào chiên 3 phút rồi dùng vá ép mì cho kết lại. Bước 3, trong thời gian chiên quay qua cắt nhuyễn hành tím và xé thành cua ra làm nhiều sợi. Sau đó chúng ta sẽ cho vào tô 2 quả trứng gà. Tiếp tục cho vào 20g tương ớt và 15ml nước tương. Thêm một nhánh tiêu xanh. Tăng độ thơm cay cho món ăn thêm mật bị thêm 10g dầu hào, 3g bột ngọt và 2g đường. Khuấy đều hỗn hợp chấm gia vị rồi cho vào chút hành lá cắt nhuyễn. Ok, bạn nào thích ăn giòn thì chiên thêm một lát. Mình thích ăn như pizza cho nên sẽ cho trứng vào sớm. Đảo đều gia vị rồi dùng vá ép mì lại. Chiên tầm 2-3 phút, sau đó lật lại chiên thêm 2 phút nữa. Ok, sau đó cho ra đĩa. Wow, món này rất là đơn giản, cơ hội cho các em nhỏ yêu nấu ăn và các bạn FA muốn trổ tài cua crut. Đặc biệt là món này mà Nhâm Nhi xem bóng đá cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam thì đúng bài luôn. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử cho các bạn xem nha. Ok, chúc các bạn thành công. Thả tim nha.